Xin lỗi anh vì những tháng ngày đã khiến anh mệt mỏi. Em biết đây là nguyên nhân khiến anh tìm đến niềm vui mới. Thế nhưng giá như anh hiểu cho em, em đã phải trải qua tâm lý khó khăn, dằn vặt thế nào để bỏ đi cái thai. Em đã sử dụng thuốc trầm cảm nhưng không thấy hiệu quả. Nhưng em không thể cho anh biết được. Em xin lỗi anh. Em và anh đã đi với nhau một chặng đường rất dài, ngỡ là sẽ có một kết thúc đẹp đẽ. Nhưng mà kết thúc này thật đáng tiếc đúng không anh? Ủa? Sao em dậy sớm vậy? Không ngủ được. Em lại bị nhức đầu hả? Không có nhức đầu. Anh làm gì giờ này mới về? Anh đi họp. À không, anh đi công tác cho nên là về trễ. Anh biết nói dối từ khi nào vậy? Đọc đi. Tôi đã nhắn tin cho đồng nghiệp của anh rồi. Anh không có đi công tác gì hết á. Anh qua đêm với ai? Anh không có. Em đừng có nghi ngờ lung tung. Tôi biết hết á. Tôi lờ đi những mùi nước hoa, những vết son môi mà đồng nghiệp anh để lại. Anh tưởng tôi không biết gì hết à? Tôi là con ngu hả? Thôi đi, đủ rồi đó. Tôi mới đi làm về, có làm gì mà cứ lem bem vậy? Anh đi làm về hay là anh qua đây với con nào? Thì sao? Hả? Cô coi lại cái bản mặt của mình đi. Cô còn giống một người nữa không? Tôi nói thiệt với cô á, ngày nào về nhà tôi cũng có cảm giác là tôi đang sống với quỷ vậy á. Anh nói vậy mà nghe được hả? Tôi sống với anh 5 năm không bằng một con nhỏ anh gặp mấy ngày. Anh bắt tôi phá thai, tôi chịu đựng, tôi cảm thấy tội lỗi anh biết không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có đem cái chuyện phá thai ra mà chì chiết tôi hoài như vậy. Với lại á, tôi cũng chán cái bản mặt của cô lắm rồi. Vậy anh đi với con nó đi. 5 năm á, coi như tôi sống với một thằng khốn. Thì sao? Hả? Cô khốn nạn. Nè, tôi nói cho cô biết, gia cảnh của người ta còn tốt hơn cô nhiều. Anh làm gì vậy? Đang giờ làm việc, mọi người thấy thì sao? Thấy thì cho thấy luôn chứ sao. Giờ anh với em á, có thể công khai quen nhau được rồi. Nè, anh báo cho em một tin mừng. Anh đã chia tay với Ngân rồi. Chia tay mà không cần phải vướng bận cái gì hết. Nè, em sao vậy? Anh lo giải quyết cái đống rắc rối của anh đi kìa. Rắc rối? Rắc rối gì? Anh không biết gì hết hả? Chị gái của Ngân sáng nay đã tới công ty làm ầm lên, nói về cái việc anh bắt Ngân bỏ thai á. Bây giờ cả công ty ai cũng biết hết rồi. Đẹp mặt chưa? Tránh ra coi phiền phức quá. Khoan à, Em nói rõ ràng cho anh biết coi. Muốn rõ ràng á thì anh đợi thông báo chính thức của phòng hành chính nhân sự nha. Còn bây giờ tôi bận lắm, để tôi đi làm việc. Chi à, em là người biết rõ là anh yêu em. Em cũng yêu anh mà đúng không Chi? Em biết là vì em cho nên anh mới làm như vậy mà. Ừ thì đúng là lúc trước tôi có yêu anh, nhưng mà tôi yêu cái chức trưởng phòng của anh hơn á. Còn bây giờ anh làm bao nhiêu chuyện vậy rồi, không biết có tồn tại được ở trong cái công ty này không nữa. Yêu đương gì? Nhìn lại bản thân mình đi, có xứng đáng với tôi không? Tôi không ngờ cô là con người như vậy. Tôi bỉ ổi. Bỉ ổi hả? Tự xem lại bản thân mình đi. Một thằng đàn ông quen con gái người ta mấy năm trời, làm con người ta có thai xong rồi bắt bỏ thai, có xứng đáng làm đàn ông không? Ai bỉ ổi hơn ai? Cô... Tôi làm sao? Hay là anh muốn tôi cho anh thêm một tội danh quấy rối đồng nghiệp nữ nữa? Hả? À. Ngu.
Anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở Sài Gòn nữa. Xin lỗi anh vì những tháng ngày đã khiến anh mệt mỏi. Em biết đây là nguyên nhân khiến anh tìm đến niềm vui mới. Thế nhưng giá như anh hiểu cho em, em đã phải trải qua tâm lý khó khăn dằn vặt thế nào để bỏ đi cái thai. Em đã sử dụng thuốc trầm cảm nhưng không thấy hiệu quả. Nhưng em không thể cho anh biết được. Em xin lỗi anh. Em và anh đã đi với nhau một chặng đường rất dài, ngỡ là sẽ có một kết thúc đẹp đẽ. Nhưng mà kết thúc này thật đáng tiếc đúng không anh? Em thực sự rất đau lòng. Anh à, tình cảm muốn duy trì thì cần đôi bên phải hiểu và yêu thương nhau. Còn nếu như đầy tang thương và nghi ngờ thì nên dừng lại. Em quyết định rời xa anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhất định em sẽ sống thật tốt. Anh cũng vậy đúng không anh? Vết thương này sẽ trở thành vết sẹo lớn. Và sau này nếu như chúng ta vô tình gặp lại thì hãy coi như người dân ngược lối. Anh là thằng khốn nạn. Xin lỗi em.